Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với cái video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái mẹo cực kỳ thú vị. Đó chính là việc mà nhảy để né những cái viên đạn khi mà bị địch bắn từ tầm xa. Trong cái trò Free Fire sinh tồn ấy, thì việc mà anh em chạy từ bo ngoài vào bo trong, nếu mà khu vực mà nó có nhiều nhà thì không sao, nhưng mà những cái khu vực mà nó trống trống hoặc là nó ít cây hoặc là nó là một cái bãi rộng ấy, thì việc mà anh em bị thằng khác nó cam từ trong bo ra sẽ rất là nhiều, và những cái trường hợp này đa phần là bị bắn chết thôi chứ không có cách nào gọi là nhảy được. Vì thế nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách để có thể gọi là thoát chết, ít nhất là tìm được cái chỗ nấp hoặc là tránh được những cái viên đạn nó bắn vào người mình. Và đầu tiên thì cái điệu nhảy này, nếu mà anh em nào chơi truy kích hay là chơi gì à, headline hoặc là đột kích thì chẳng hạn, thì chắc hẳn là mọi người sẽ biết thôi. Cái điệu nhảy này nó tên là Bunny, Bunny đấy, thì nó có tên là Bunny. Mình sẽ nói về lý thuyết trước. Đầu tiên là anh em phải ấn nút chạy nhanh, sau đó anh em ấn nút nhảy, xong rồi kéo con chuột sang bên trái hoặc là vuốt cái màn hình sang bên phải. Đó, đơn giản vậy thôi. Nhớ là anh em phải đang chạy nhanh nha, còn nếu mà không chạy nhanh thì không được. Ấn nút chạy nhanh, và trong khi chạy nhanh thì anh em sẽ ấn nút nhảy, sau đó vuốt cái màn hình sang bên trái, xong lại nhảy vuốt cái màn hình sang bên phải. À, có thằng nó nấp trong đây. Trốn là không tốt đâu chàng trai. Đó thì cái về lý thuyết thì nó là như vậy, còn những cái lúc nào mà anh em bị địch bắn ấy thì anh em có thể nhảy để tránh những cái viên đạn mà địch nó bắn vào người mình. Còn nếu mà anh em mà sợ bị cuống lúc khi mà bị địch bắn ấy thì anh em có thể nhảy bất chấp lúc nào cũng được, lúc nào anh em cũng nhảy, thì nhảy nhiều thì nó sẽ quen tay và từ đằng sau gặp trường hợp nào anh em cũng nhảy như thế là được. Và mình cũng nói luôn là cái này nó tuy là mẹo nhưng mà nó cũng là một trong những cái kỹ năng mà cần phải có ở trong cái game Free Fire này, nên là ấy bắt buộc anh em phải luyện tập nhiều thì mới có thể thành thạo cái kỹ năng này được. Chứ còn vừa vào trận, vừa xem của mình xong rồi vào trận nhảy túi bụi xong rồi bị địch bắn chết thì kêu bảo là mẹo né đạn gì mà tệ thế thế. Và cái này không những áp dụng khi mà địch bắn ở xa mà kể cả khi mà anh em đang solo kill với những cái thằng khác ấy, mọi người nhảy lên, nhảy chéo ra xong rồi bắn bắn nó cũng dễ hơn. Chứ đừng nhảy thẳng lên, nhảy thẳng lên là nó một tràng đạn vào đầu là chết luôn. Cứ nhảy chéo ra xong rồi dìm tâm mà bắn nó thôi. Rồi, mình nghe tiếng bước chân này nhá. Này, nguyên một viên đạn vào đầu luôn. Mà đạn này lại là đạn bi nữa chứ. Thì mình sẽ nói lại một lần nữa này, mình sẽ nói lại một lần nữa để anh em có thể hình dung ra rõ hơn nhé. Đầu tiên ấy là anh em phải ấn nút chạy nhanh. Sau đó khi mà anh em đang chạy nhanh ấy thì anh em sẽ ấn nút nhảy lên, xong rồi vuốt sang bên trái, xong lại nhấn nút nhảy vuốt sang bên phải. Đó, xong lại nhấn nút nhảy vuốt sang bên trái. Đấy, thì đơn giản là thế thôi. Hoặc là anh em có thể vuốt liên tục sang bên phải cũng được, nếu mà anh em đang cần phải chạy một cái hình vòng cung gì đấy. Rồi thì trở lại với trận đấu của chúng ta, và mình sẽ chơi và mình sẽ nhảy như kiểu như thế cho anh em xem để anh em có thể biết rõ hơn về cái điệu nhảy đấy nhá. Đấy này, thấy chưa, nhảy vuốt đó thì nó sẽ đi với khoảng cách gọi là xa hơn là nhảy bình thường luôn. Nhưng mà khi mà nhảy này thì sẽ rất là mỏi tay, tại vì cứ phải vuốt với lại nhảy mà. Còn bình thường ấn mỗi chạy nhanh không thì nó chạy thôi, nó không đỡ mỏi tay. Vậy nên là mình chỉ khuyên anh em áp dụng khi nào bị địch bắn thôi. Nhưng mà nếu mà anh em mà chưa quen ấy thì cứ tập nhảy đi cũng được. Đó, cứ nhảy lên xong vuốt, nhảy lên xong vuốt. Anh em sẽ thấy nó đi một cái đường chéo nhưng mà sẽ đi được rất là nhiều luôn.
mình không biết là nó có nhanh hơn không, nhưng mà theo cảm nhận của mình là nó nhanh hơn rất là nhiều so với cái việc chạy bộ bình thường, với lại cũng né được đạn mà. Đó, nhảy vuốt, có thấy không? Như kiểu bunny trong F-Line hay là trong đột kích hay là trong truy kích gì đấy. Ôi có xe, có xe, có xe, hướng nào vậy? Đây rồi. Mày chạy đi đâu? Rồi, mình mất dấu được cái xe kia rồi. À, mà mình quên nói là khi xuống dốc thì anh em không thể nhảy được đâu nhá. Chỉ lên dốc nhảy được thôi. Trong cái trò Free Fire này thì xuống dốc thì anh em không thể nào nhảy được. Mình không hiểu lý do tại sao, nhưng mà xuống dốc là cứ xuống dốc là không nhảy được, chỉ lên dốc mới nhảy được thôi. À đây 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 đây. Ui, bò luôn. Bò này thì bò. Ui, bắt đi. Ôi. Cái gì vậy? Đậu xanh có thằng dí ngay shotgun sau đít đít mình luôn anh em ạ. Nhưng mà mình phải giết cái thằng phía trước đã. Đây rồi. Tự dưng thấy đạn shotgun ở đâu bay xung quanh người luôn. Thằng kia nó cầm MP40 xong mà nó chạy khốn đấy nhỉ? Chạy khốn. Thanh niên kia cầm MP40 chạy rất là khôn luôn anh em ạ. Không không dám tiếp cận mình mà chỉ chạy vòng 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 xung quanh thôi. Nhưng mà đen cho bạn ấy là gặp mình rồi. Rồi, đồ tha hồ ngon luôn. Mình sẽ ra xem cái thằng ban nãy mình bắn chết nó có đồ gì không. Ui, có xe nữa kìa. À, mình thấy rồi nha. Mình sẽ chạy xuống mình giết luôn cái thanh niên kia. Ui. Cứ phải gọi là mắc hên anh em ạ. Pha vừa rồi mà nó chỉ cần sống thêm gọi là không phải mấy giây thôi là mình chết rồi. Đó, bây giờ đi xa thôi. À, có thằng bắn phía trước kìa. Bố láo. Bố láo này. Ngày xưa ấy, trong cái trò Free Fire này khi mà ở trên xe ấy, là bị bắn một phát là tự động gọi là chết luôn. Nhưng mà bây giờ ấy là khi mà bị bắn ấy là xe nó sẽ nổ và anh em có thời gian để nhảy xuống xe. Ngày xưa đi xe hốt cực kỳ luôn. Cứ ví dụ chở 4 thằng mà cái xe bị nổ phát là 4 thằng trên xe đều chết luôn. Không như bây giờ là còn cái xe nó còn bốc cháy nữa. Nhưng mà nói gì nói mình vẫn thích ngày xưa anh em ạ. Đi xe thì phải có cái gì đấy nguy hiểm chứ, đi xe mà bắn xong lại xe bốc khói xong lại còn nhảy, có thời gian để nhảy xuống thì còn nói chuyện gì. Nào, có nên ở đây không? Hình như là có thanh niên một bụi bụi hình như là có thanh niên bụi cỏ ở đây. À đây 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 đây. Đây rồi. Này thì mày thích bụi cỏ này thôi, chạy mất rồi.
Đâu ta? À đây 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 đây. À. Bạn thích cũng có à. Rồi xong. Mình đang định đâm chết nó để mình lấy cái bụi cỏ nhưng mà thôi đành phải bắn chết nó vậy. Bắn chết thì không thể lấy cái bụi cỏ được. Bo lại chuẩn bị thu nữa rồi. Tốt quá, có cây nấm linh chi. À, dám bắn mình này. Đâu rồi? Để ra đây. Ô, mình vừa thấy nó bắn mình ở trong này xong rồi nhỉ. À, có một thanh niên ở phía xa kia. Biết thanh niên này trước. Rồi. Nào, còn thằng trong nhà ra đây. Mày ra đây, mày ra đây. Quá là easy cho hai cái mạng vừa rồi. Thích kê người khác này. Chạy bo thì không lo, lại cứ thích đi bắn nhau với mình. Dưới đây lại còn mấy thanh niên bắn nhau nữa, rất là gắt. Nào, mình sẽ xuống góp vui với các bạn đây. À, thanh niên vẫn đứng bắn rất là hăng say. Rất là hăng say luôn. Cái hòm thính nó ngay trên xe luôn anh em ơi. Rồi ok. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục vào bo thôi. Chỉ còn có 9 người nữa thôi anh em ạ. Mình chỉ cần giết 8 người nữa thôi là mình được nhân giống rồi. Ô, bọn này nó bắn nhau đâu vậy ta? Mình vừa nghe thấy tiếng súng xong mà không thấy hiện trên bản đồ nhỏ luôn. Đây rồi, biết tìm nơi đâu. Định chạy vào nhà vệ sinh à? Không dễ đâu cưng ơi. Rồi, bây giờ chỉ còn có 7 thanh niên nữa thôi. Thấy bọn này chạy bo ta. Có hai hòm tính ở đây liền. Mà lại không thấy thằng nào ở đây. Con xe này thì nó không thể nào leo lên được cái dốc thẳng đứng ở trên kia anh em ạ. Nó chỉ có thể đi loanh quanh ở bên dưới này thôi. Kia rồi. Có cái UAV đây rồi. À, đây rồi. Mình thấy rồi nhá. Mình thấy chàng trai trên đèo đá rồi nhá. Kìa 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 kìa. Dám phá con xe của mình rồi. Con xe của mình bị phá rồi. Bây giờ mình lại phải chạy bộ thôi.
giữa cái đồng không mông quạnh như này mà chạy bộ này. Ok rồi, mình thấy một bé ở hướng 330 đây rồi, đâu ấy nhở? Nó ở đâu mà kỹ thế không biết. À đây đây đây. Một thanh niên đứng chơi vơi giữa cái đèo đá như thế mà cũng đứng được à? Nào, chạy bo đi các chàng trai. Thôi xong rồi, bo lại ở xa mình rồi. Yeah, mình được một thanh niên like hơn nữa rồi. Kìa 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 kìa. Úi giời, nhảy đi đâu, nhảy đi đâu, nhảy đi đâu, làm sao mà thoát được mình? À đây đây đây, thanh niên cuối cùng này thì easy, quá là easy luôn anh em ạ. Rồi, ok. Cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like cho video và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye.